Thưa quý vị, sáng mùng 5 tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư mini 9 tầng, một tum ở Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 30 người trong nhà đã thoát nạn xuống tầng 1. Theo báo cáo ban đầu, ngôi nhà có quy mô 9 tầng, một tum với diện tích 364 m², trong đó tầng 1 là gara xe và hai căn hộ. Từ tầng 2 lên tầng 9, mỗi tầng 7 căn hộ, tầng tum thoáng. Tổng có 58 căn hộ với 154 người sinh sống trong căn nhà. Diện tích cháy khoảng 2 m² ở khu vực ban công cạnh cửa phòng khách và nhà vệ sinh của căn hộ 906. Ngay khi nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm đã đến hiện trường. Khi đến hiện trường, đám cháy đã được người dân sử dụng các phương tiện trang bị tại tòa nhà dập tắt. Lực lượng chức năng không phải tổ chức chữa cháy. Lúc này chủ nhà đi vắng, rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ. Quý vị, thời gian vừa qua cái tên Đàm Vĩnh Hưng đang gây được nhiều sự chú ý của dư luận. Câu chuyện về vấn đề trang phục của nam ca sĩ vừa qua đi thì mới đây cái tên Đàm Vĩnh Hưng lại nổi lên với một lùm xùm khác. Theo đó, trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua đang chia sẻ câu nói của nhạc sĩ Trần Tiến nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng với nội dung tiêu cực. Cụ thể, tài khoản Facebook có tên Báo Pháp Luật và Đời Sống đã đăng tải nội dung với tiêu đề Nhạc sĩ Trần Tiến: tôi chưa thấy ai hát chán và thiếu tôn trọng tác giả như Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, chủ tài khoản Facebook đã ghép ảnh hai nghệ sĩ kèm dòng chú thích là: trước giờ chưa thấy ai chê giọng hát của anh. Bài đăng đã thu hút gần 30.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ với những phản hồi tiêu cực. Chia sẻ này cũng được một số người dùng mạng đăng tải lại trên nền tảng khác với nội dung chủ ý kích động gây tranh cãi trái chiều. Và trước những thông tin này, nhạc sĩ Trần Tiến đã lên tiếng về vụ việc. Nhạc sĩ cho biết ngày 3 tháng 6, ông đã tự quay đoạn video clip gửi đến truyền thông phản hồi về vụ việc. Ông khẳng định chưa bao giờ có phát ngôn hay là chia sẻ nội dung này về Đàm Vĩnh Hưng. Ông nói: tôi đề nghị người đăng hình ảnh này trên mạng hãy nói tên cho tôi biết và xin gặp tôi. Nếu là cơ quan báo chí, tôi sẽ đến gặp tổng biên tập của báo để nói rằng cho tôi xem hình ảnh, ghi âm lời nói này, nếu không có thì không nên bịa như thế. Nghệ sĩ chúng tôi không bao giờ nói xấu nghệ sĩ khác. Đấy là đạo đức chung của những nghệ sĩ chân chính. Ai là người dựng nên câu chuyện bịa đặt này giữa tôi và Đàm Vĩnh Hưng, hãy xuất hiện trước mặt tôi. Bên cạnh nhạc sĩ Trần Tiến, bản thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng về vụ việc. Trao đổi với VTC Now, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, bản thân Hưng rất yêu quý những sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Hưng đã từng thể hiện chiếc vòng cầu hôn hay mặt trời bé con, mẹ tôi. Bản thân Hưng và nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã có những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau và chắc chắn anh Tiến không bao giờ có những phát biểu như các trang mạng đang dẫn dắt câu view, câu like. Nhiều trang tự nhận cộng đồng này, cộng đồng kia hay giật tít dựng lên câu chuyện rồi cắt ghép thành vài phát ngôn nghe rất phản cảm. Điều này làm cho người nghệ sĩ bị mất điểm trong suy nghĩ của công chúng, trong khi chúng tôi không hề phát biểu hay làm ra điều đó. Cũng từ vụ việc này, nam ca sĩ mong muốn khán giả tỉnh táo, chọn lọc thông tin, tránh bị ảnh hưởng bởi nội dung tiêu cực. Anh đề nghị trang mạng dừng đặt điều, bôi xấu mình và đồng nghiệp. Thời gian qua, một số cá nhân lan truyền thông tin thất thiệt liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng. Ví dụ như hôm 31 tháng 5, tài khoản TikTok tên Báo Xã Hội tung tin nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh qua đời vì đột quỵ, khiến anh phải bức xúc lên tiếng. Điểm chung của các tài khoản này là được lập ra trong thời gian ngắn, đăng tải nội dung có chủ đề mang tính giật gân nhằm thu hút dư luận. Các kênh thậm chí lấy tên đơn vị báo chí rồi tòa soạn để đảm bảo độ uy tín. Thế nhưng theo quan sát, các trang này giao diện thì lộn xộn, dựng ảnh và clip sơ sài, không đáng tin cậy như báo chính thống. Phần liên hệ đơn vị thì để trống, không có email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, website thì không truy cập được. Vâng, thưa quý vị, dẫu rằng sự việc lùm xùm nói trên là những thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng, tuy nhiên bản thân hình ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đang dần xấu đi trước công chúng khi mà câu chuyện gần đây về trang phục biểu diễn của anh đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Cụ thể, ngày 23 tháng 5, trong cuộc họp báo các vấn đề kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa Thể thao thành phố cho biết đã tổ chức họp lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về trang phục của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nhạc của chính nam ca sĩ diễn ra vào ngày 4 tháng 5. Theo ông Trang Thanh Phương,
Phó trưởng phòng nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã mời các tổ chức cá nhân liên quan, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các nhà thiết kế trang phục để trao đổi và có biên bản ghi nhận ý kiến phản hồi. Sở cũng đã nhắc nhở công ty Tiếng Hát Việt, đơn vị tổ chức đêm nhạc và các cá nhân tham gia biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, nhận thức chính trị, chú ý đến vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm và tác động tiêu cực đến dư luận, xã hội trong thời gian tới. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, bước đầu nhận định trang phục của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong đêm diễn là không phù hợp. Trong sự việc ồn ào xoay quanh trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói trên, một số ý kiến cho rằng hình dáng huy chương trên trang phục của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi biểu diễn có liên quan đến một loại huy chương của chế độ Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước luồng dư luận gây tranh cãi trên mạng xã hội nói về mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết bộ trang phục ca sĩ này sử dụng trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời ngày 4 tháng 5 vừa qua là trang phục Tuấn Trần thiết kế riêng cho ca sĩ, lấy cảm hứng từ bộ trang phục mà ca sĩ rất thích trên sàn diễn thời trang quốc tế. Ca sĩ chia sẻ là ca sĩ mê phong cách thời trang này lắm nên đồ đạc khá nhiều, kiểu cá tính mạnh mẽ. Khán giả để ý kỹ sẽ thấy live show nào của ca sĩ cũng luôn có những bộ na ná như thế này, dù hát nhạc trẻ hay nhạc xưa. Đồng thời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định các huy hiệu được cài trên áo chỉ là phụ kiện bình thường, mang tính chất trang trí để bộ trang phục thêm phần bắt mắt khán giả. Và để tránh gây hiểu lầm, phía Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định không sử dụng bộ trang phục này trong show diễn Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 5. Và đúng như những gì đã hứa, trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra vào tối 18 tháng 5 ở Hà Nội, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lựa chọn những trang phục an toàn hơn, tránh gây ồn ào như đêm nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, mặc dù đã có sự thay đổi sau khi nhận về những dư luận trái chiều, thì việc Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục theo phong cách quân đội, cài đầy huy hiệu lạ trên sân khấu ngày 4 tháng 5 giữa lúc các sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra. Là một người có sức ảnh hưởng với công chúng, Đàm Vĩnh Hưng cũng cần ý thức là mỗi hành vi biểu hiện, dù nhỏ nhất của mình vẫn có thể tác động đến đám đông, từ đó hình thành trách nhiệm đối với cộng đồng. Bên cạnh đó thì về phương diện truyền thông, ca sĩ cũng mắc lỗi. Thay vì có bộ phận phát ngôn chuyên nghiệp thì ca sĩ này lại đăng tải phản hồi với dư luận theo hướng là bộc phát. Khi phản hồi vụ việc trang phục nói trên, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng kèm loạt ảnh từng diện các thiết kế phong cách quân đội trước đây. Chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến người dùng mạng lại càng phản ứng mạnh hơn. Trong nội dung phản hồi thì anh cũng không quên đính kèm thông tin bán vé cho live show, dễ tạo cảm giác thiếu sự chân thành nghiêm túc trong một vụ việc nhạy cảm như vậy. Nhìn lại hành trình làm nghề, dù thường xuyên vướng phải scandal, Đàm Vĩnh Hưng cũng khá chăm chỉ tham gia các chương trình nghệ thuật chính thống, phục vụ người dân dù cát xê thấp hoặc là không nhận thù lao. Giọng ca 7X cũng duy trì hoạt động ca hát phục vụ các đối tượng từ học sinh, sinh viên, giáo viên, công nhân đến bộ đội, bác sĩ, bệnh nhân, thậm chí là phục vụ các phạm nhân hàng chục năm qua. Ngoài ra, anh cũng đều đặn tổ chức hay là tham gia các hoạt động thiện nguyện hàng năm. Bên cạnh việc thể hiện ý thức đóng góp cho cộng đồng như vậy, Đàm Vĩnh Hưng cũng cần rút kinh nghiệm sâu sắc để không lặp lại những vụ việc đáng tiếc không đáng có. Tới đây, chương trình của chúng tôi xin phép được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.